khóa vui học hè đợt 1 do Trung tâm Đào tạo khu vực tổ chức Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á CMEO tổ chức đã kết thúc. Đây là chương trình ngoại khóa được CMEO tổ chức hàng năm nhằm giúp các em học sinh có một sân chơi bổ ích, vừa học ngoại ngữ, vừa vui chơi qua phương pháp dạy học sinh động, thoải mái, không đặt nặng lý thuyết, nhằm giúp các em tiếp thu ngôn ngữ một cách tự nhiên nhưng hiệu quả. Ngoài việc học với giáo viên bản ngữ các môn học về âm nhạc, hội họa, kể chuyện, khóa học còn có các chuyến dã ngoại và hoạt động rèn luyện thể chất. Khóa vui học hè đợt 2 của trung tâm CMEO sẽ được tổ chức vào đầu tháng 7.